Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lê Tiến Hải Vlog. Hôm nay mình sẽ về thăm quê của mình, các bạn cùng theo chân mình nhé. Mình đang đứng trước đây là một cái cổng. Đây, rất là nhiều cây. Đây là cái ao của quê mình. Đây là một cây mít nha các bạn nha. Đây là cây cam nha các bạn. Đây là cây mít này. Rất nhiều quả. Mình sẽ cay những cái ao cho các mẹ xem. Thì xa xa là con diều các bạn ạ. Đây là một cái lũ thỏ bị bỏ đi. Mấy cái chuối ở quê mình các bạn. Mấy con mèo các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ đi ra cái bãi cát để quay chi tiết cho các bạn xem nhé. Cây này rất là lâu nhưng mà mình không biết tên. Đây. Quả của nó đây các bạn. Đó. Okay. Đây là ba cái cau nhà mình nha. Đó, rất cao luôn. Đây, mình sẽ đến quay cận cảnh cây hoa hồng cho các bạn xem. Đây là cây cà chua của bạn. Đó, hoa đây. Đây, quả đây các bạn. Đó. Đây. Đây là cây mình cũng không biết tên nữa. Đó,
có thể chiêm ngưỡng này. Đó, xa xa cái cây hồng xiêm đó. Đó, đây là vườn rau của bá mình trồng. Còn kia là cây chuối. Đây. Nhà của bá mình. Có thể thấy đây, rất đẹp đúng không? Và hôm nay mình chỉ review sơ sơ về quê mình thôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một share và một đăng ký để mình có động lực làm các video tiếp theo. Chào tất cả các bạn.